Tình tu tiệm yếu báo ơn đạo. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệm yếu báo ân đạo. Phần 17. Lễ thứ 19. Nhất tâm quán lễ cực lạc thế giới, đạo tràng lâu quán, giảng đường tinh xá, chư vãng sanh giả, phương tiện đồng cư, hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo thính pháp, hoặc hiện thần túc, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, tùy ý tu tập, vô bất biên mạng, Bồ Tát Thánh Chúng, giải do nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xin ba lần một lạy. Bên dưới này chính là phải đến lễ bái những thánh chúng ở phương tiện hữu dư độ và phạm thánh đồng cư độ này. Những thánh chúng này đã sanh về thế giới cực lạc, chúng ta phải quán tưởng, phải lễ bái, phải cung kính đấy. Họ đã thành công trước chúng ta, đây là những đồng tu của chúng ta trong tương lai đấy. Sau khi chư vị đi rồi thì đây không phải là đồng tu sao? Có phải hay không đấy? Đồng tu tương lai của chúng ta, cho nên phải kết duyên đấy. Phương tiện hữu dư độ là chư vị ở trong một đời đã đột kiến tư hoặc, hoặc là sau khi đã đến thế giới cực lạc đột kiến tư hoặc rồi, chư vị sanh phương tiện hữu dư độ. Cõi này là trên vọng thánh độc cư độ, là dưới thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ là Bồ Tát. Bồ Tát phải phá trầm xa hoặc, còn phải phá vô minh. Do đó Bồ Tát họ phải ở thật báo trang nghiêm độ. Cũng một số người có thể chứng nhập đến thường tịnh quang độ, đây là cõi cao nhất đấy. Phật thật sự là ở thường tịnh quang độ. Cho nên bốn độ thế giới cực lạc phân thành bốn độ, nhưng bốn độ cũng không phải là phân chia ranh giới rõ ràng, cũng là dung hội, dung hội đấy. Vì vậy rất thù thắng ở nơi này nha. Phương tiện hữu dư đã đoạn kiến hoặc tư hoặc, phạm thánh độc cư độ, thế giới cực lạc gọi là phạm thánh độc cư độ. Hiện tại chúng ta ở thế giới này, ở thế giới ta bà, cõi nước này của chúng ta chính là phạm thống độc cư độ. Chúng ta không đều là phạm sao? Chúng ta ở cõi này có thánh đây, chính là ở Ngũ Đại Sơn. Văn Thù chính là ở Ngũ Đại Sơn đấy. Trước đại cách mạng văn hóa, có người chính mắt thấy Văn Thù, một hòa thượng ở Phúc Kiến. Đây là chuyện hai người kể thì sẽ không có sai. Một người là Pháp Sư Thông Nguyện, Pháp Sư Thông Nguyện ở trong Tỳ Kheo Ni, hiện tại là đứng đầu ở trong nước, rất có đạo đức. Pháp sư bấy giờ ở Cụ Đài, thêm một vị Pháp sư Viên Triệt, ngài là người Phúc Kiến. Một độc hương Phúc Kiến của họ nói ngài biết, ngài vội vã đuổi theo vị hòa thượng kia, ngài đuổi không kịp. Hòa thượng Phúc Kiến này, sau khi ngài đến Ngũ Đài, ngài rất cung kính, ngài ba bước một lạy. Ngày nay người kiểu này giống ngài rất ít rồi. Ba bước một lạy, ba bước một lạy, cả thảy lạy hết năm cái đài nha. Ngài kiểu như đi được một nửa, thấy một nơi, một cửa nhỏ, trên cửa động của cái động đó, ở trên núi đã viết một dòng Kim Cang Động. Ngài nói cái tên này rất thù thắng, thì đi vào trong cửa nhìn. Ồ, bên trong rất lớn nha, có đạo tràng, rất nhiều đại điện, còn có tàn kinh lâu vân vân, rất nhiều người xuất gia. Hai loại trang phục, một loại là trang phục hòa thượng, một loại là trang phục lạc ma. Ngũ Đại Sơn là hai loại đấy, có hòa thượng, có lạc ma. Thế là ngài đã đi vào đại điện,
đi vào đại điện rất lạ nha. Đại điện này có một đài, không có cúng tượng Phật. Bởi vì không có tượng Phật thì Ngài không có đảnh lễ, đài trống trơn. Nhưng Ngài đã đi vòng ba vòng quanh cái đài đó. Đây cũng là một kiểu lễ tiết. Diệu đấy, đi diệu chỗ này ba vòng cũng là một lễ tiết. Chỉ không có đảnh lễ cung kính như thế thì xong rồi. Ngài nói tại sao bên trên không có tượng Phật. Rất kỳ lạ, nơi này làm sao không có tượng Phật. Ngài chuẩn bị đi ra ngoài, đến nơi khác xem cái tạng kinh lâu kia, xem nơi khác. Đến lúc đi đến ngay cửa này, vừa muốn đi ra, phía sau một chú tiểu sa di đi ra gọi Ngài: Pháp sư gì gì ơi. Gọi Ngài. Ai chà, tâm nghĩ rằng hắn không ngờ gọi ta. Ngài lúc này quay đầu ngẩn người: Ở đây làm sao có người biết ta thế? Một mình ta vừa đến. Chú tiểu sa di, chú ấy gọi Ngài. Chú ấy nói: Sư phụ, tôi gọi ông. Sau đó thiêu tiểu hòa thượng đi vào trong, nhìn thấy một ông lão. Sau khi nhìn thấy thì Ngài đảnh lễ rất cung kính. Sau khi đảnh lễ rồi, lão hòa thượng bèn nói ra: Từ xa đến thật không dễ dàng, cho Ngài một chỗ ngồi. Thì cho Ngài chỗ ngồi đó. Ngài nói với lão hòa thượng rằng: Chỗ này của ông rất tốt, tôi đăng ký qua đêm chỗ này được chứ? Lão hòa thượng nói: Nhân duyên của ông vẫn phải quay về đi. Chỗ tôi đây không thể giữ ông. Ngài nói: Lão pháp sư à, chỗ này của ông vì sao trong đại điện không có Phật vậy? Hòa thượng bèn nói: Chỗ này của tôi không dùng đến ấy mà. Đây là lời trong Thiền Tông. Dùng lời Thiền Tông ngồi cầu hữu tiếng Phật, giữ giữ bất tương tự. Thế nhưng ngày nay chúng ta phải là lão lão thật thật, chưa bị lấy tượng Phật đi cúng. Niệm công vừa nói thì vừa cười rất cởi mở. Chúng ta hiểu đạo lý của Thiền Tông vẫn là cúng như thường. Đây là cao minh nhất. Ngay cả Thiền Tông đây cũng không chấp. Nghe câu của Thiền Tông thì ta không cúng nữa, thế cũng còn là dính chặt ở một bên ấy. Sau đó hòa thượng không giữ Ngài mà, Ngài bèn thỉnh lão pháp sư khai thị. Lão pháp sư đã viết mấy câu cho Ngài, Ngài ghi nhớ rồi tiếp tục đi. Ngài không có bất kỳ một cảm giác đặc biệt nào, Ngài cũng không bái. Sau đó là Ngài không xong rồi. Trời tối rồi, không thể xuống núi, không được, nguy hiểm rồi. Vừa đúng có một người Tây Tạng đã sống ở chỗ đó, không phải là người xuất gia, nhưng ông ta đã sống ở đó. Đi đến chỗ ông ta, người đó đã giữ Ngài, nói: Không thể đi rồi, sau khi ông đi rồi rất nguy hiểm, ông vào qua đêm chỗ của tôi đi. Ngài bèn lưu lại thì chiêu đãi Ngài ăn cơm tối. Hai người đã trò chuyện. Hòa thượng này đã hỏi ông ta: Chỗ các ông đây có bao nhiêu hòa thượng đấy? Tổng cộng toàn bộ Ngũ Đại Sơn đấy. Ngũ Đại Sơn này tính thế nào cũng không đến mấy trăm người đấy. Ông ta nói: Có người muốn cúng ngàn trai tăng nha. Chúng tôi đã tìm hết thảy người, đến cũng tập hợp không đủ. Hòa thượng này nói: Không đúng, không đúng. Tôi biết một nơi, nơi đó một nơi đã 700-800, các ông còn có những nơi khác, làm sao tập hợp không ra 1000 người? Người này nói: Tôi ở Ngũ Đại Sơn, sao tôi lại không biết hả? Tôi đương nhiên rõ không đủ. Trước nay là không đủ. Hai người đã tranh luận. Một người nói: Tôi chính mắt thấy mà. Một người kia hỏi: Ông ở nơi nào? Ngài bèn nói: Tôi ở nơi gì gì, gọi là gì gì. Người kia nói: Không có cái nơi này đấy,
Ngài nói làm gì không có. Tôi tra sách cho ông xem, hướng dẫn tham quan Ngũ Đại Sơn. Bản đồ cũ từng hướng một, không có cái tên gọi này, không có cái động Kim Cang, có mấy trăm hòa thượng ở đấy. Thế động đó làm sao có thể không có chứ? Mọi người đều ngớ người cả. Đây là việc thế nào? Dặn co không thôi. Người sống ở nơi đó bỗng nhiên đã nói câu: ông e rằng đã tình cờ gặp Ngài Bồ Tát Văn Thù rồi nha. Câu này vừa nói xong, Ngài lúc đầu là chuẩn bị ăn cơm, Ngài bột một cái, nước mắt cũng rơi xuống. Cơm Ngài không ăn, Ngài không yên rồi. Ngài bắt đầu lại đi bái, trở lại ba bước một lạy từ đầu, ba bước một lạy. Lại đến ngày đó trời đã sáng rồi, tìm thế nào cũng tìm không được nữa. Tìm không được đấy. Sau khi tìm không được thì Ngài về đến trong miếu, đem sự việc này nói đồng hương Phước Kiến của Ngài biết. Người đồng hương này đã nói với Pháp Sư Viên Triệt. Chuyện này là Pháp Sư Viên Triệt cũng đã ở chỗ tôi nói với tôi đấy. Pháp Sư Viên Triệt Ngài vừa xem, Ngài nói người này của ông nhất định không sai tí nào, quyết định là Văn Thù. Bởi vì bốn câu đó đã viết ra, nó là có thể xem ngang, có thể xem dọc. Xem ngang là ý nghĩa của bề ngoài, xem dọc lại là một ý nghĩa. Xem dọc chính là nói sự việc sau đại cách mạng văn hóa, cũng nói với Ngài tương lai trước Phật sẽ không có đèn nha, trong chùa không có tăng gia. Pháp Sư Viên Triệt ngày tiếp theo đã nói: tôi đi đuổi theo người này, Ngài có đuổi không đuổi kịp. Người này đã xuống núi rồi, người này nhất định đã gặp được Văn Thù đấy. Ngày nay vẫn là như vậy, Văn Thù vẫn là đang ở đó đón đưa đấy. Người đến Ngài đều đón, chỉ là mọi người thấy mà không nhận biết. Sự việc ngày nay và sự việc thời xưa đều có điểm rất tương tự. Do đó việc này không phải là thánh nhân ở cùng với chúng ta hay sao? Nhãn Đản, núi này ở Ôn Châu tỉnh Triết Giang, thiên mục đều là có mấy trăm A-la-hán đấy. 500 A-la-hán ở Nhãn Đản và thiên mục của Triết Giang, đây cũng là thánh đấy. Cũng không ngừng có Phật Bồ Tát đến hóa độ, đến thế giới này cũng là thánh, nhưng không giống như thế giới cực lạc, mọi người không dễ thấy được, thấy được cũng không dễ nhận ra, mà còn rất ít rất ít. Chính là không giống thế giới cực lạc, khắp nơi đều là chư thượng thiện nhân, A Bệ Bạc Trí ngày ngày đều có thể gặp mặt. Chỗ này là điểm không giống, chư thượng thiện nhân cùng hội tụ, phàm thánh đồng cư chỉ là một phương. Bản chất nhất định họ là phàm thánh đồng cư độ, là tịnh độ. Chúng ta là phàm thánh đồng cư, chúng ta là ế độ, ế trong ô ế. Chúng ta là phàm thánh đồng cư ế. Vì thế chúng ta biệt vãng sanh này là dễ dàng, là từ phàm thánh đồng cư chuyển đến phàm thánh đồng cư. Nhưng việc này thì giống như vẫn là một tầng lầu, không phải trở thành phương tiện ngũ dư. Nhưng chư vị là từ đầu bên này dơ bẩn của phàm thánh đồng cư đổi đến đầu bên kia thanh tịnh. Thế nhưng đã đến đầu bên kia thanh tịnh, nơi ấy nó tự động biến hóa tạo thành một khối cao cấp với phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm, thường tịch quan đấy, không giống với bên này nha. Cho nên việc dọn nhà này nhất định dễ dàng rồi. Chư vị không cần thiết phải chuyển rất nhiều đồ đạc lên lầu, vừa đẩy vừa dời thì qua rồi. Chỗ này là điểm dễ dàng, là từ phàm thánh đồng cư uế độ chuyển đến vẫn là phàm thánh đồng cư, nhưng đó là tịnh độ.
Như thế chúng ta bây giờ chính là đang đảnh lễ gì? Đảnh lễ trong đạo tràng này, trong lòng quán này của thế giới cực lạc. Quán cũng là ý nghĩa của lầu gác, kiến trúc lớn, giảng đường tinh xá, hết thảy người vãng sanh này đấy. Ở phương tiện hữu dư độ, phạm thánh độc cư độ, hoặc là hoan hỷ thuyết pháp, có thể mọi người tập hợp lại cùng nhau, họ nói với mọi người nghe, hoặc là thích nghe pháp, đúng lúc mọi người tập hợp một chỗ, họ hiện thần túc, họ hiện đủ loại thần thông đấy, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa. Phạm thánh đồng cư, người ở bình địa nhiều nha, phương tiện hữu dư đều có đủ loại thần thông. Họ đó chính là ở trong hư không, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn, tùy theo ý của bản thân họ, muốn tu tập thế nào đều có thể nha, không có gì không viên mãn. Những Bồ Tát thánh chúng này, do đó chúng ta phải chú ý chỗ này. Họ không có nói thánh chúng khác là Bồ Tát thánh chúng đấy. Hễ là đồng cư độ, hễ là phương tiện độ, đều là Bồ Tát nha, không phải người đấy, không phải A-la-hán đấy, đều là người phát đại thừa tâm đấy, đều là Bồ Tát nha. Đây là Bồ Tát thánh chúng đấy. Thế nhưng họ, trình độ đoạn hoặc của họ hiện tại chỉ đạt đến mức như vậy. Vì vậy nhất định nói chỉ có thể ở phương tiện đồng cư. Phương tiện là phương tiện hữu dư, đồng cư là phàm thánh đồng cư độ. Nhưng đều nên xưng là Bồ Tát. Những Bồ Tát này đều là do nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, phổ lễ độc tôn vị lai của chúng ta đấy. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ, mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.